Chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với channel của mình. Mình là Litty đây. Rồi, thì hôm nay mình sẽ gửi đến cho tất cả các bạn một cái gói add-on cực kỳ là bổ ích nha các bạn. Nó thêm những cái cây cọ vào trong cái khu mà các bạn sinh tồn. Đặc biệt là khu sa mạc, nó sẽ thêm rất là nhiều cây cho cái khu sa mạc nó trở nên nó thực tế hơn, và nó làm cho các bạn chơi game nó đỡ chán hơn. Sinh tồn thì các bạn có thể làm được gì đó ở khu sa mạc nha. Rồi, thì bây giờ mình sẽ vào trải nghiệm cho các bạn xem nha. Link của cái gói add-on này mình sẽ để dưới phần mô tả. Đây là một cái dạng add-on và mình đã có hướng dẫn cho tất cả các bạn cách cài rất là chi tiết rồi. Và cái link của video cách cài mình sẽ để dưới phần mô tả luôn nha. Bây giờ mình sẽ vào trải nghiệm cho các bạn xem nha. Nếu các bạn cảm thấy video này hay thì nhớ cho nó một like, một share cũng như đăng ký kênh và bật cái chuông lên để nhận được những thông báo mới nhất và ủng hộ cho kênh của mình nha. Rồi, bây giờ mình sẽ vào trải nghiệm thôi. Mình sẽ tạo một cái map nha. Vào ngày mai, chủ nhật, mình sẽ gửi đến cho tất cả các bạn một cái gói add-on cực kỳ là mới. Và cái kiểu add-on như thế mình chắc chắn là các bạn rất thích, tại vì nó giống như là cái add-on Hexic cũng như là cái add-on mà Real Life Grab ấy, nó tựa tựa như thế. Và ngày mai mình sẽ gửi đến cho tất cả các bạn nha. Bây giờ mình sẽ gửi cái đến cho các bạn cái gói add-on này trước đi. Đây, các bạn thể thấy là khi mà mình cài Resource Pack và Behavior Pack rồi ấy, thì nó sẽ nằm ở đây nha các bạn. Đây, cái đây là cái Behavior Pack, còn đây là cái Resource Pack nha. Rồi, bây giờ mình sẽ bật cái tính năng thử nghiệm lên đã. Các bạn cài add-on, các bạn cứ bật tính năng thử nghiệm lên đi. Đói. Rồi, nó dang dở cái gói add-on mà ngày mai mình sẽ làm cho các bạn xem. Thì đó là một cái add-on mà nó giúp cho các bạn trải nghiệm game nó khác hơn. Nó sẽ tạo một cái thế giới khác, kiểu như là các bạn đi đến một cái hành tinh khác, các bạn sinh tồn vậy. Bay đi một cái hành tinh khác kiểu như thế này này. Chúc bạn một ngày tốt lành nha. Cái gì đây? Hiện tại thì mình đã vào được một cái map rồi, nhưng mà mình chưa thấy là có cái sa mạc nào ở đây cả, cho nên mình sẽ đi tìm một cái vùng sa mạc nha các bạn. Thôi xong rồi các bạn ơi, trời tối tới nơi rồi. Nãy giờ mình đi kiếm một cái sa mạc mà không thấy, mà thấy xung quanh toàn là nước. Ê, toàn là nước thôi. Không thấy được sa mạc luôn. Khổ thực sự. Wow, hiện tại mình đã đến được một cái khu sa mạc. Không phải là sa mạc Sahara đâu nhá. Đây, các bạn có thể thấy là đây rất là nhiều những cái cây cọ này. Đấy, cái cọ này nó sẽ mọc xung quanh cái khu hoang mạc này nha các bạn, sa mạc này này. Đấy, wow, trước mặt mình có một cái ngôi đền nữa này. Ý, hợp lý thực sự đây. Wow, cái này mà đi sinh tồn thì nó thật là sướng lắm luôn ấy. Đó, nó sẽ thêm những cái khối gỗ mới nha. Và cái cách mà các bạn crafting thì cũng như là những cái khối gỗ bình thường thôi. Đấy, và tên của nó là cây gỗ cọ nha các bạn. Cây cọ ấy, nếu mà các bạn biết cây cọ thì nó khác. Này, mình sẽ bỏ vào craft thử cho các bạn xem nhé. Đó, nó sẽ ra cái này. Và các bạn crafting cái bàn chế tạo không được nha, nhưng mà chế tạo những cái thanh khác thì bình thường. Chế tạo stick thì được nha, nhưng mà không chế tạo cái bàn crafting table được. Các bạn thì thấy là đây này, có rất nhiều luôn này. Đấy, mộc rất là đẹp mắt luôn. Nhìn nếu mà các bạn đi sinh tồn vào những cái khu như thế này thì thật sự cũng khá là thú vị đấy. Đó, mình sẽ thử nung cái gỗ này để ra, để xem là nó có ra than không nha các bạn. Đây, để mình thử xem nhé. Ok, bỏ vào đây nè. Mình nhớ không nhầm là bỏ cái này đây rồi bỏ cái này đây ở dưới đúng không? Không bỏ dưới được nha các bạn. Thế bỏ cái này dưới được không? Không bỏ được nha. Thế là cái này không nung ra than được nha các bạn ơi. Đó. Rồi, nói chung là cái này thì các bạn có thể sử dụng để làm ra một cái stick cũng được. Các bạn có thể đập lá này ra.
Rồi, nói chung là cái add-on này giúp cho các bạn trang trí thì có vẻ hợp lý hơn đấy các bạn. Đó, nói chung đây cũng là một cái gói add-on mới nên là nó chỉ ra những cái tính năng này thôi. Sắp tới nếu mà có cập nhật gì thêm mình sẽ làm ở một cái video khác cho các bạn xem nhé. Nói chung là dạo này add-on ra rất là nhiều các bạn ạ, cho nên mình cũng đang cố gắng tìm những cái add-on nào nó thật sự hay để mình làm cho các bạn xem ha. Wow, trong cái đèn này cũng có nhiều đồ ngon lắm này. Rồi giờ làm sao lên đây? Trước khi lên mình lửa dẫm cho nó nổ rồi các bạn. Thôi được rồi, không sao. Đấy, nói chung là cái add-on này cũng rất là nhẹ. Đấy, các bạn thể thấy là khi mà các bạn cài add-on này vào, các bạn đi vào những cái nơi mà sa mạc thì các bạn thể thấy là có cái cấu trúc địa hình nó làm khác đi, làm cho Minecraft trở nên nó khác biệt hơn và sinh tồn trở nên nó cũng đỡ chán hơn nha các bạn. Đấy, thật sự nếu mà gỗ để mà sử dụng để mà craft thì nó cũng không quan trọng lắm đâu, tại vì các bạn vào sa mạc lấy gỗ để craft làm gì, đúng không? Đấy, cho nên là nó cũng không quan trọng lắm đâu, chủ yếu là để trang trí cũng như là có một cách nhìn khác cho các bạn sinh tồn, nó đỡ chán hơn. Đấy, các bạn có thể xây một nơi trú ẩn hoặc là các bạn thể sử dụng tùy thích của các bạn nha, mình cũng chưa biết được nữa. Ấy, wow, ở đây có hai cái ngôi đền luôn này. À không, dân làng các bạn. Oh my god, wow, đây là một cái hạt giống mà mình nhập được ở trên web nha các bạn, chứ không phải là map mà mình tạo đâu, tại vì cái map lúc nãy mình tạo là toàn là nước thôi, cái cú thực sự. Nhưng mà cái hạt giống này, wow, nhìn khu này rất là đẹp luôn nha các bạn ơi. Đấy, nếu các bạn muốn mình sẽ để hạt giống của cái map này ở dưới phần mô tả cho các bạn nha. Ok, thì các bạn thì thấy là cái gói add-on này mình cũng đã giới thiệu cho tất cả các bạn xong rồi. Nói chung là cũng khá là bổ ích cho các bạn nào mà chơi sinh tồn đỡ chán hơn. Rồi nếu mà bạn nào mà thích thì hãy tải về trải nghiệm nha. Mình thì cũng không có ưu tiên cái này lắm, tại vì nó cũng không có tác dụng gì nhiều. Rồi nói chung là video của mình đến đây cũng khá là dài rồi, mình sẽ tạm dừng cái clip này tại đây thôi nha các bạn. Bye bye các bạn và hẹn gặp lại các bạn trong những clip tiếp theo nha. Hẹn gặp lại các bạn trong cái video ngày mai, ngày chủ nhật, mình sẽ làm một cái add-on rất là hay. Hy vọng là các bạn sẽ đón xem. Rồi, bye bye.